sợ là em mặc váy mọi người không nuốt được nước bọt. Còn cái hình ảnh mà hiện tại bây giờ em muốn nuôi dưỡng là tại vì em chưa muốn nó mất đi cái trẻ thơ ở trong mắt tất cả mọi người. Nếu mà bây giờ bỗng nhiên một ngày em trở thành nữ tính hay là dạng như kiểu bánh bèo giống như các chị thì em nghĩ rằng trẻ con các thứ em sẽ không còn thú vị và quyến rũ nữa. Em nghĩ là em sẽ ở thời điểm hiện tại thì em sẽ tạo cho mình một cái khác biệt và riêng. Thật ra là anh thì đang làm việc ở gần đây nhưng mà anh ấy bận nên là anh không qua được. Chứ cảm giác đi một mình cảm giác rất là lạc lõng, nên là ở trong này có rất là nhiều người mẫu rất là cao. Chị vừa nhìn thấy mới hết hồn khi mà nhìn thấy các người mẫu cao này không cần đứng gần. Thì giá như lúc này mà có ông xã đi cùng thì mình sẽ tự tin hơn, bởi vì anh ấy sẽ cao hơn tất cả mọi người.